Hello, xin chào quý vị các bạn. Hiện tại Hoàng Giang TV đang có mặt tại quốc lộ 26B Ninh Hòa. Cái này thuộc Ninh Thủy mọi người nha. Cái chỗ màu vàng vàng này chính là cái cảng quốc tế Nam Vân Phong. Đó, như người nói thì Ninh Hòa có Nam Vân Phong, còn Vận Ninh thì có Bắc Vân Phong. Một trong hai cảng nước sâu và nghề quốc tế. Cảng Nam Vân Phong thì mới được hoàn thành vừa rồi đó mọi người ạ. À. Đây tuyến đường quốc lộ 26B này nó kết nối từ thị xã Ninh Hòa xuống cái khu công nghiệp Ninh Thủy và cũng như các cái nhà máy nhiệt điện, nhà máy đóng tàu Hyundai Vinasin khu vực này. Đó, từ đây xuống Hyundai chỉ khoảng 2 km nữa thôi này, mọi người thấy không? Đó. Thì hôm nay Hoàng Giang TV có một cái sản phẩm đất thuộc mặt tiền đường này với tổng diện tích của nó là 1.600 m2. Đó. Trong đó mặt tiền đường này rộng khoảng 20 m. Đấy. Quy hoạch giao thông mở rộng đường mất khoảng 300 m2 thì đất còn khoảng 1.300. Thì trong đó đã có 300 mét thổ cư rồi cả nhà. Đường quy hoạch thì rộng đến tận đây luôn. Cái chỗ bạn này đang đứng đây đó, rất là rộng. Đối diện là cảng, cho nên đây rất là phù hợp để quý khách hàng, các nhà đầu tư chúng ta mua để phục vụ cho cái việc đầu tư kinh doanh của chính mình. Đầu tư kinh doanh đây chính là chúng ta làm các cái kho xưởng, kho bãi, nhà máy ở đây thì rất là ok đó, để phục vụ cho cái việc công nghiệp xung quanh khu vực này. Tại vì đây là một cái cảng trung chuyển quốc tế và nó phục vụ cái việc mà du lịch này, công nghiệp này. Từ đây thì về đến cái địa phận của Dốc Lết đó mọi người ạ, khu du lịch Dốc Lết đó, nó chỉ rơi vào khoảng 2 km thôi, rất là gần đó. Cảng Nam Vân Phong là một trong những cảng nước sâu, cho nên sau này đúng không, chúng ta đầu tư du lịch về Dốc Lết thì chúng ta sẽ đón khách ở đây và đưa về đó, hoặc là chúng ta đầu tư về công nghiệp đấy mọi người ạ. Mọi thứ đều rất là ok, thuận lợi. Tuyến đường chính này thì nối thẳng xuống các cái xã như Ninh Phước, Ninh Tịnh và Ninh Vân. Đó. Lưu lượng xe đi qua rất là đông cả nhà. Thấy mọi người thấy dòng xe không? Hiện tại đi hướng này đi xuống Ninh Vân có rất nhiều khu du lịch mọi người ạ. À. Du lịch và resort nổi tiếng rồi. Nhà máy, nhiệt điện, khu công nghiệp đó, cho nên chúng ta đầu tư ở đây một sản phẩm đất, một là chúng ta đầu tư lâu dài để lãi vốn, hai là chúng ta làm các công trình trên đất thì rất là ok cả nhà nhé, để phục vụ cho chính cái việc kinh doanh của chúng ta luôn. Giá bán tại thời điểm này cuối tháng 7 2022, với diện tích còn lại là 1.300 m2 thì đang bán khoảng 10 triệu mét thôi cả nhà, thì rơi khoảng hơn 13 tỷ đấy, 13 tỷ 200 triệu đồng ấy. Rất là phù hợp đấy, đất là đẹp mọi người ạ, à, bằng phẳng. Mặt tiền 20 m, chiều sâu khoảng 80 m, 1.600 ấy. Sau quy hoạch thì nó được còn khoảng 1.300. Đường xá vô cùng thuận lợi. Cái phía này chính là biển mọi người nha. Đó. Nghe TV đi qua cho mọi người coi này. Đó. Này đi xuống biển, xuống cảng luôn cả nhà. Đó, mọi người thấy không? Những con tàu không? Đó. Thì chúng ta đầu tư ở đây thì ăn theo cái cảng này thì rất là ok mọi người ạ. À. Đó. Đó đây. Đó, giá bán thời điểm này là 13 tỷ 200 triệu đồng mọi người nha. Người quan tâm thì inbox Hoàng Giang TV, có số điện thoại trong phần mô tả. Hoàng Giang TV sẽ gửi toàn bộ sổ sách giấy tờ cho mọi người cùng xem. Rồi xin chào và hẹn lại trong các video tiếp theo. Bye bye.